Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cu Khoa đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục reaction cái series Con đường địa ngục. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy để lại cho mình một like và một share. Còn tốt hơn nữa thì các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo từ video mới nhất nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu luôn. Như các bạn đã biết, ở phần 1 thì tụi mình đã chơi cái nghi thức này và Hằng Duy nó đã biến mất. Tụi mình đã đi kiếm vòng vòng ở đó nhưng mà vẫn không thấy Hằng Duy ở đâu. Và ở phần 2 này, nhóm của tụi mình đã thực hiện cái nghi thức tìm kiếm linh hồn bằng những cái vật dụng quen thuộc của Duy. Ví dụ như là tóc và cái áo. Ở cái phút 2 phút 45 này, có một số bạn nói với mình là tóc này giống như là cắt ra vậy đó, chứ không phải là nhổ hoặc là lụm ở đâu. Ok, thì các bạn cũng biết là tóc của mình á, khi mà mình ngủ ở trên giường một khoảng thời gian á, rất là nhiều cọng nó sẽ vón cục lại với nhau thành một chùm giống như thế này nè, nhìn rất là thấy ghê. Cho nên nhóm của tụi mình đã lấy một vài cọng và mình cắt ra nhỏ nhỏ như thế này nè, cho nó đẹp nha mọi người. Cái này là một cái hình nhân mà tụi mình xem được ở trên cái đoạn video hướng dẫn đó đó. Thì các bạn để ý ngay chỗ này nha, đây là thằng Linh, nó có vẻ giống như là một cái trái tim vậy các bạn. Các bạn chú ý ở 5 phút 25 ở dưới cái la bàn của mình á, thì tụi mình đã gắn thêm một cái trục nhỏ. Một số bạn không có xem kỹ video nói với mình là tụi mình lừa người xem bằng cách gắn cái gì đó ở phía dưới để cho nó quay. Thì đúng rồi, ngay từ đầu mình cũng đã giới thiệu đó là mình có gắn một cái trục nhỏ ở dưới để nếu mà nó hiển linh thì nó sẽ quay. Chứ bình thường mà các bạn thấy nếu mà không có cái trục đó sao mà nó có thể quay được. Rồi bây giờ mình đến cái chi tiết cái áo ha. Các bạn có thấy Linh nó đang ngồi xếp xếp cái áo không? Thì tại sao tụi mình lại lấy cái áo này như là một cái vật để mà thực hiện cái nghi thức? Có một cái mẹo nhân gian mà hồi xưa người ta hay làm. Đó là những người chồng mà đi làm ăn xa hoặc là đi lính đó các bạn. Hồi xưa người ta hay đi lính á. Thì khi mà những cái người phụ nữ ở nhà mà nhớ chồng hoặc là muốn chồng về nhanh á, thì người ta thường hay lấy những cái áo để mà làm nó nóng lên. Có thể là người ta sẽ rang trên cái chảo. Còn ở đây á, tụi mình sẽ lấy một cái chén, xong đó sẽ đốt cái lá bùa ở trong cái chén đó đó. Cái sức nóng từ lá bùa nó sẽ truyền vào cái áo ở phía bên dưới. Chứ nếu mà mình lấy cái lá bùa mà mình đốt ở trên cái áo thì nó cháy luôn mất cái áo rồi các bạn. Thì mình làm như vậy, đó là một trong những cái chi tiết để mà thực hiện thành công cái nghi thức này nha. Rồi bắt đầu từ cái phút này á, thì tụi mình đợi cũng khá lâu, cũng 5 phút đó các bạn. Và sau 5 phút đó có một cái hiện tượng. Đây đây các bạn có thấy không? Nè nè nè. Đó, cái bát quái nó đã xoay vòng rồi nha. Đó, nó xoay. À đây, mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái phần này cho nó rõ hơn nha. Các bạn thấy không? Cái bát quái nè, nó tự động nó xoay và càng ngày nó xoay càng nhanh. Nè, thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn để ý nè, ngay chỗ cái cây đèn cầy này nè. Đó các bạn thấy không? Thì những hình ảnh của ông Duy á, nó được truyền lên thông qua cái bát quái này. Và giống như là hình như nó đang núp ở cái chỗ nào đó, nó đang núp và nó sợ, nó không dám làm gì hết. À, cái bát quái này nó xoay càng nhanh nè, thì cái hình ảnh của ông Duy nó hiện ra càng rõ. Và sau khi cái bát quái mà nó di chuyển chậm lại thì đồng nghĩa với việc là hình ảnh của ông Duy nó từ từ cũng biến mất luôn. Rồi, ở cái phần 2 này thì mình chỉ có một số chi tiết đáng chú ý như thế thôi. Bây giờ mình qua luôn phần 3 nha. Ở cái tập 3 này thì mình muốn nói cho các bạn biết rằng đó là một trong những cái video mà tụi mình cực khổ nhất. Tại vì á, các bạn biết không, tụi mình đã đi lang thang ở trên cái ngọn núi này, từ ở chân núi mà đi lên trên đỉnh núi để mà tìm được cái nhà của thầy. Và sau khi mà tìm được nhà thầy rồi thì tụi mình lại phải đi tìm đến một cái ngọn núi nơi mà có cất giấu cái chiếc chuông á các bạn. Ở trên đường lúc mà mình đi á, có rất là nhiều trắc trở. Ví dụ như ở cái đoạn này, đây, hình như là có một cái thế lực nào đó nó đang đi theo mình. Cái lúc đó là mình có cái cảm giác đó luôn á các bạn. Giống như là các bạn đang đi ở ngoài đường một mình tối á, thì các bạn cứ có cảm giác ở phía sau á, có người đang đi theo dõi mình á. Đây, tự nhiên cái khúc này á, có một cục đá nè, các bạn thấy nó lăn không? Từ ở trên nó rớt xuống. Nếu mà tụi mình đi nhanh hơn một xíu nữa thì có lẽ là cái cục đá nó rớt vô người tụi mình rồi. Và không những vậy đâu, cái khúc mà mình đang leo leo như thế này nè, thì ở ngoài phía sau của mình á cũng có thêm một cái tảng đá. Lần này là cái tảng đá nó bự hơn gấp 3 lần cái tảng đá kia luôn nha. Nhưng mà mình quay camera qua không kịp cho nên các bạn không thể thấy được. Nè, nó nằm ở tuốt dưới đây nè các bạn. Đây cái cục này nè. Đó, nó quá to. Nếu mà chúng tụi mình thì chắc là cũng phải què giò rồi các bạn. Nói chung là ở trên đoạn đường này mình đi á, có rất là nhiều trắc trở.
và có những cái lúc mà tụi mình muốn bỏ cuộc và đi về luôn á. Bất ngờ hơn, khi đến cái khúc này tụi mình phát hiện ra là có một cái bóng giống như thằng Duy vậy đó. Và tụi mình thực sự là tụi mình đã thấy thằng Duy nó đứng ngay chỗ đó. Đây các bạn có thể nhìn này nè, thấy chưa, ngay đây nè, để mình phóng to lên ha. Đó, và các bạn thấy không, nó chỉ xuống dưới cái vực á. Ở dưới đây là cái vực nha các bạn, nguyên cái phần ở dưới đây là cái vực, bên đây là cái đường đi, nó chỉ có chút xíu thôi. Lỡ mà mình đi mà trượt chân xuống dưới đó là hả, thấy mẹ luôn á. Mình cảm thấy không ổn rồi, cho nên mình đã kêu thằng Linh lấy một cái lá bùa trong một cái túi mà thầy đã đưa mình trước đó, lấy lá bùa ra và mình đốt để mà mình có thể hóa giải được cái thuật che mắt. Và mình không biết đó là cái thế lực nào mà nó cứ ngầm theo, nó đi bám theo mình và thằng Linh, nó làm đủ mọi cách để mà mình không thể nào tìm được cái chuông hết đó. Và thật là bất ngờ khi mà đốt xong cái lá bùa này thì tụi mình đã quay về cái chỗ cũ. Có nghĩa là nguyên một cái khoảng thời gian trước đó mình đi rất là xa, mình cảm giác mình đi rất là xa. Tuy nhiên là mình chỉ đi vòng vòng ở cái khu đó thôi các bạn, không hề thoát ra khỏi cái khúc đó cho đến khi mình đốt lá bùa ha. Đây là cái lúc mà tụi mình đã gần đến cái nơi mà lấy được cái chuông đó các bạn. Khúc này mà đi qua bên đây cực kỳ mệt, mình thở hả, coi như là lúc đó là mình muốn gần muốn xỉu luôn rồi các bạn. Thằng Linh thì nó mập béo và nó sức khỏe nó tốt hơn mình. Khi lên đây thì trời nó đã bắt đầu sập sập tối rồi các bạn. Buổi chiều á, vì ở ngay chỗ này là ở trên cái đỉnh, phía trên đỉnh núi á, cho nên ánh nắng nó có thể chiếu đến và các bạn nhìn thấy quang cảnh xung quanh là nó hơi mờ mờ ảo ảo một xíu. Thì lúc này là đã vào chiều rồi nha các bạn. Các bạn biết không, ở trong rừng á, trời tối rất là nhanh. Tụi mình ngồi nghỉ chưa tới 15 phút đâu mà trời nó đã bắt đầu tối đen như thế này rồi nè các bạn. Và tụi mình đành phải đi lên và cầu nguyện thần hổ để tìm được cái chuông. Kỳ lạ hơn là khi mà mình cầu thần hổ xong, ngồi đợi một chút xíu để xem cái chuông nó ở đâu á, thì đúng lúc đó thì cái chuông nó đã reo lên. Tụi mình phải sử dụng rất là nhiều đèn pin để mà đi tìm được cái chuông. Rất là sợ rắn luôn. Ở trong rừng á, bắt đầu hả, cái khoảng thời gian này nè là rắn nó ra rất là nhiều. Đó, rồi những cái con côn trùng đồ nó bay khắp nơi luôn. Và cực kỳ nhất đó chính là muỗi, rất là nhiều muỗi. Đây nè, các bạn bước vào ở phía bên trong thì nó cực kỳ lạnh luôn. Nó giống như là một cái máy lạnh vậy đó. Giống như ở ngoài á, nhiệt độ là cho như là 26 độ đi. Khi mà các bạn bước vào trong ngay chỗ giữa hai cái vách núi này nè, nó là lúc đó nó giảm xuống còn 16 độ đó các bạn. Nè, đi lên trên một cái đoạn đường thẳng luôn nha. Đó, ở trên đây các bạn thấy không, nó le lói những cái ánh sáng là ở ngoài á, còn ở phía trên đây á, là hai bên là cái vách núi, nó nghiêng giống như thế này nè. Mình đi á, mình chỉ sợ là rắn nó nằm ở phía dưới á, nó nhảy ra là lúc đó là xong luôn á, không đường nào mà chạy thoát được luôn á. Khúc này là cái khúc mà mình đã leo lên được trên ở cái đỉnh núi rồi. Linh nó leo bên kia rồi, bây giờ mình leo qua ở phía bên đây. Từ ở trên cái đỉnh núi á, các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh của cái ngôi làng ở phía dưới á các bạn. Ở ngoài xa xa này là biển nha, nhưng mà trời tối quá rồi mình không thấy được những cái bóng đèn nhấp nhô này nè. Đó là những cái ghe thuyền á các bạn. Đây là cái khúc mà mình đã bắt gặp được cái chuông. Nó đã nằm ở ngay chỗ này, mình không biết là nó nằm bao lâu rồi. Cũng có thể là do sư phụ lên đây đặt ở trên đây để nó hấp thu linh khí của trời đất. Và cũng có thể là một cái thế lực nào đó đem lên đây, cái này mình không biết. Nhưng mà mình thiên về cái vụ thầy đem lên đây để cho nó hấp thụ tinh hoa của trời đất á. Cái lời mà sư phụ dặn mình á, đó là khi mà đến ngay chỗ cái chuông thì âm khí ở cái chuông nó tỏ ra rất là nặng. Lúc đó là mình suy nghĩ là ủa, tại sao thầy lại nói là nó hấp thụ tinh hoa của trời đất mà nó lại phát ra âm khí là sao? Và lúc đó mình cảm thấy không hợp lý. Và lúc đó mình không tin cho đến khi mà mình cố gắng mình lấy cái chuông. Cả người lúc đó nó rối loạn lên hết luôn. Vừa sợ mà ở trên nó vừa lạnh, mà bây giờ kèm theo hả, một cái lực nó tác động vào trong người của mình là giống như là nó ép chặt mình vậy đó. Nó vừa khó thở, nói chung là rất là sợ. Lúc đó là tinh thần nó rất là hoảng loạn luôn á các bạn. Mình chỉ mong là mình lấy được cái chuông và mình đi xuống núi ngay lập tức luôn. Lúc mà đi xuống tới đây là mình mừng quá trời mừng luôn. Nhưng mà lúc đó là mình cũng đã kiệt sức mất rồi. Tiếp tục những cái diễn biến phía sau á, là thằng Linh nó đã dìu mình đi trong cái khu rừng đó để đi về nhà của thầy á các bạn. Mà cũng thật may mắn là không có một cái thế lực nào nó làm hại tụi mình nữa. Chứ nếu mà lúc đó mà làm hại thì mình cũng không biết làm sao hết. Đến cái lúc này thì khi mà về tới nhà của sư phụ rồi thì mình gục ngã hoàn toàn, rất là mệt.
cũng may là có các sư phụ đã cấp cứu mình kịp, chứ không là chắc là tính mạng của mình cũng không xong đâu nha các bạn. Rồi ok, kết thúc ở cái phần 3 này. Rồi mình sẽ đến với phần 4 ở cái tập tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại cho mình một like và một share. Còn nếu tốt hơn thì các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ video mới nhất nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.